Ông có điều gì muốn nói trước khi xuống chơi với tụi ông không? Không, tao chả có cái gì, tao bắt lên tao lấy mật tao ăn như này còn sợ nữa. Ông có gì dặn dò tao không ấy? Đứng đây. Cái này thì tao sạch sao được đẹp. Đây, giờ thì ông tôi có mắt của ông như mọi người nhé.